Hey yo, hello nha, chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với channel mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui khi gặp mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game đấu trường AFK Arena nha. Lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại làm video bên này. Thứ nhất công đầu tiên ở video ngày hôm nay, trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất. Và thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận cả video mới nhất từ mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì lý do vì dạo gần đây sao mình không ra những video cập nhật code tiếp theo của AFK Arena thì bởi vì lần trước ở video code lần trước thì mình có đăng lên diễn đàn của AFK Arena thì rất là anh em comment cười cũng như bảo mình là không phải làm đâu bởi vì anh em ai cũng biết rồi, thế là mình mới bảo mình không làm nữa. Nhưng mình lại thấy dạo gần đây rất là nhiều anh em comment ở các video cũ cũng như nhắn tin cho mình bảo là anh ơi sao máy không ra được sao máy không ra code mới đi, có code mới chưa. Thì thực ra thì code thì nó vẫn cập nhật hàng tháng hàng tuần thì nó vẫn ra liên tục. Nếu mà anh em thích cái series này nhập code của AFK Arena thì hãy đăng ký kênh và bình luận dưới video để mình biết nhá. Đó, nếu các bạn thích thật sự thì mình sẽ cập nhật liên tục cho các anh em mỗi khi nó ra được các code mới mọi người nhá. Ok, đó anh em chỉ cần đăng ký kênh để nhận được video sắp tới từ mình. Ok, thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ nhập cho code cho anh em cái đợt nó vừa ra gần đây thì đến ngày hôm nay không biết là hết hạn chưa nhưng mà nó mới ra được gần đây nha mọi người nhá. Đây, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đi triệu hồi đã xem con nạc xem mới này mở được gì nào, tướng gì đây. Đầu tiên xe tướng gì? Tiện thì nhớ anh em hỏi mình về nút chia sẻ ở đây thì mọi người thấy gọi góc dưới màn hình đây, khi anh em nhận được tướng mới thì có xem nút chia sẻ ở đây. Anh em nhấp vào thì nó sẽ gắn qua chia sẻ ở đây, chứ có gì đâu, anh em quay lại không cần phải chia sẻ cũng được, là nó tính rồi. Đó, một tướng mới nhá. Đây thì sau khi chia sẻ thì anh em có thể nhận được ngộ khí đó ta. Đây ngộ khí anh em. Đấy, chia sẻ hai lần thì anh em nhận được ngộ khí đây. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó, có ngay ngộ khí đúng không? Đây, hai lần anh em có ngay con ngộ khí rồi. Chưa kể các tướng bây giờ mới nữa này. Đây, mới vào game này bây giờ nhận được rất là nhiều tướng luôn. Đây, tướng này đừng cấp luôn mọi người nhá. Đó, nhận chính thức nhận luôn này. Còn đây tướng thì tướng dùng thử này, miễn phí 7 ngày anh em, tướng này miễn phí 7 ngày này. Đó, bây giờ mới vào game thì coi như là cũng đủ bộ tướng rồi, chả cần phải chơi cũng đủ bộ tướng rồi anh em. Đó, hai tướng. Ba tướng là với cả khí nó 4 anh em. Rồi hơi lag. Đây anh em, đó bốn tướng. Một tô đen những tướng dùng cho ngày anh em nhé. Ok, tiếp theo nói về phần code đi. Thì hiện giờ bên game nó mới update một bộ code mới anh em, giờ mình cho anh em xem này. Đây anh em có cả đường link dẫn vào code đồng hoàng anh em mọi người nha. Đây món đầu cái code đầu tiên thì nhận được 300 kim cương, 20 cái phiếu tím này, tiếp theo là 5 cái vé quét, 1k kim cương, 1.500 vàng. Làm tiếp tục này đây, anh em thì xem qua đây. Đó, đây là những code hiện giờ còn dùng được bên game nó cho mình đây. Đây hiện giờ còn 2 4 6 8 9 code nha mọi người nha. Thì cái code này thì mình nhập cách đây nó cả cách đây cả tuần rồi nhưng mà bởi vì anh em nói vậy nên là mình cũng hơi tủi thân nên là mình thấy vậy nên mình mới không làm video. Nếu anh em thật sự thích thì mình sẽ tiếp tục làm video về cái này. Anh em nhớ comment video mình biết nhá. Đầu tiên là cái code này nha, mình sẽ copy này. Đây. Để xem nào. Mà lằng nhằng nhỉ, ấn chữ copy cũng khó ta. Ok, copy ra để mình sẽ qua nhập. Ok, giờ mình sẽ nhập vào nha mọi người nha. Đây. Đó, code đầu tiên này. Đó, 60 phiếu gọi và 500 kim cương. Tiếp tục đến code tiếp theo nha. Giờ mình sẽ copy tất cả code luôn anh em. Đó, mình sẽ copy tất cả code luôn. Đó, mình sẽ copy hết để về mình nhập một thẻ anh em đỡ mất công. Đó. Có 9 code đây mọi người nha. Đấy, 9 code mới nhất, mới cứng luôn đây anh em có thể nhập. Ok. Đây thì tiện bạn nào rảnh thì ấn pause lại này, đỡ mất công này, pause lại hoặc là vào link nha. Link mình có để phần dưới phần mô tả cho anh em luôn đó. Link mình có để dưới phần mô tả luôn. Đó, anh em có thể vào link trực tiếp để copy. Ok, tiếp tục nhập code này mọi người này. Đây. Này, tiếp tục code tiếp theo. Đó. Rồi. Nhập code tiếp nha. Đó, nói chung thì bên game thì nó luôn ưu đãi chúng ta cứ tầm 1 tuần hay 1 tháng là bên game nó sẽ cập nhật code một lần. Đấy, vấn đề ở đây là chỉ là anh em có thích hay không thôi, bởi vì nhiều bạn bảo ơ sao lại vậy, cái code này nó báo sẵn mà. Ở video trước đó mình có làm thì rất nhiều anh em bảo mình ở bên game nó cho sẵn mà cần gì phải còn phải làm nữa hả? Thì ra mình mới không làm. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy rất là anh em yêu cầu rất là nhiều. Thế là hôm nay mình quyết định làm lại cái video này. Thì nếu mà anh em ủng hộ mình thì nhớ đăng ký kênh nhá. Đó, thấy video mình hay hữu ích và muốn nhận được các video tiếp theo về code của AFK Arena thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, hôm nay mình sẽ nhận luôn hết đây, 9 code này. Đó, 9 code nha.
Đấy, anh em thấy chưa? Tha hồ nha. Đấy, nguyên bộ 9 cốt này. Đấy. Rồi, một cốt đầu tiên thì hết hạn nha mọi người nha, còn lại thì hắn còn nguyên. Do là nó cũng ra khá là lâu rồi, từ hôm cách đây khoảng tầm 2 tuần, hơn 2 tuần rồi anh em. Thì bữa đó thì thấy nhiều bạn bảo không cần nên là mình mới không làm. Chứ nếu mà biết các bạn cần như này thì mình sẽ lại làm tiếp. Nhưng mà vì anh em yêu cầu không, các bạn mà không cần thì mình cũng chịu, không biết làm sao. Ok, giờ thì cũng có sẵn đây hơn 40 tuổi, 48 phiếu rút rồi này anh em này, đúng không? Giờ mình sẽ làm tí xem nào. Xem ở con ạc server này nó sẽ được gì không. Một tướng tím. Chả tướng mới này. Sa mạc giận dữ. Nói chung thì về game nó cũng fix lại nhiều. Bữa mình có nói về một vài tướng thì nhiều bạn nói thật sự mình rồi đây rồi anh em, mua về cho pháp sư trước anh em, mua về cho cánh pháp sư trước, mình đang cần tổng một bộ đồ về cho pháp sư này. Nào lên đây tụ được chiến vậy, 58k đó, lên được chiến ngay anh em. Hàng đầu lắm rồi mình cũng không đây, cơ bản là mình đây mọi người đó. Để nâng cấp giờ cũng hết tầm rồi, thế lên thằng phiên coi nào. Xem thằng tiên lần này được mấy cháu nào. Được xem nào, bộ tím nhà ấy có con nào không. Xem bộ tím không có anh em, không có, giờ lưng lên thì cũng để đấy thôi, cứ từ từ đã vậy. Đó, đây là con ạc chính của mình nha. Ok, nói chung thì giờ cũng xong hết rồi. Đó, cũng nhận qua hết quà nha mọi người nha. Đây, cũng, đây là những code mình có chia sẻ cho anh em. Link code mình có để phần mô tả nha.
Ngoài ra nếu anh em cần thiết thì có thể ấn pause lại trong quá trình video đang chạy. Từ từ, có sự kiện mới à? À, sự kiện mới này anh em này. À, đây à. Rồi rồi, hiểu rồi anh em. Đây này, làm nhiệm vụ đây này. Đây, nhiệm vụ đây, nhiệm vụ đây. Ai chà, nhiệm vụ mới à? Thú vị nhỉ. Có nhiệm vụ mới à? Đi đánh cái anh em. Đánh cái thoát ra là được ngay ấy. Rồi. Thoát trận là làm được một nhiệm vụ này. Đấy. Nhận quà qua đã. Rồi mình sẽ test thử xem là cái đấy như thế nào thôi anh em. Mình chỉ test thử cái đây trò chơi này như thế nào. Bùa phép. À hốt 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 anh em, hốt hốt. Rồi rồi rồi. Bất kỳ trên bàn, kiểu vậy, bất kỳ trên bàn anh em. Bất kỳ trên bàn. À rồi. Còn bên này thì giỏ quà tặng. À đổi mảnh này anh em này. Ui đổi tướng này ngon này. Ui. Được của đó đấy. Ok, nói chung thì thôi video mình kết thúc đây nha. Hẹn gặp mọi người video theo. Bye bye. Chúc anh em xem video vẻ đừng quên đăng like và đăng ký kênh để có thể nhận được các code code đẹp tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye. Hẹn gặp mọi người video theo nha. Tạm biệt.